Đây, ở đây em sẽ test cái mức độ đổi màu cho anh xem. Ở đây em chiếu cái đèn hồng ngoại, cái đèn soi tiền giả anh nhé. Em chiếu một chút. Cái này thì khi mà mình đi ra ngoài nắng ấy, thì nó đổi màu đậm hay nhạt thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tia cực tím. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ nó đậm bằng khi mà mình soi cái này đâu anh nhé. Mình soi trực tiếp vào thì cái mức độ cái tia này nó cực lớn. Đấy. Đấy. Soi cái tia có hại thì cực lớn thì nó sẽ đổi màu rất nhanh. Đấy. Soi một chút thôi nó đen xì luôn. Nhưng mà để mà đi ra ngoài nắng nó đen như này luôn thì nó không có, bởi vì nếu mà tia mà có đổi được như này thì là ngoài trời cái tia có hại nó rất là nhiều anh chị anh nhá.